Đức Tuấn là ca sĩ nổi tiếng trong làng nhạc trữ tình cách mạng của Việt Nam. Anh sở hữu ngoại hình điển trai cùng chiều cao ấn tượng. Thế nhưng mới đây, anh đánh mất sự thiện cảm của khán giả chỉ sau một bộ ảnh chụp tại phố cổ Hội An. Vừa qua, ca sĩ Đức Tuấn gây chú ý khi đăng tải bộ ảnh mới chụp ở phố cổ Hội An lên mạng xã hội. Trong bộ ảnh tung ra hôm 10 tháng 7, nam ca sĩ mặc áo dài truyền thống, dành nhiều lời có cánh cho phố cổ Hội An. Tuy nhiên, những hình ảnh mà anh đăng tải bị cộng đồng mạng phản ứng. Trong loạt ảnh, Đức Tuấn đăng tải nhiều khoảnh khắc ngồi đứng lên mái nhà cổ, chân vẫn đi giày. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An Nguyễn Văn Lanh cho biết đã giao cơ quan chuyên môn xác minh kiểm tra hình ảnh ca sĩ đứng ngồi trên mái nhà ở phố cổ Hội An. Dưới phần bình luận, hầu hết cư dân mạng phản đối bộ ảnh của Đức Tuấn, cho rằng hành động xâm phạm di tích của nam ca sĩ cho thấy anh thiếu hiểu biết và thiếu cả ý thức. Xét tuổi đời lẫn tuổi nghề, khó nói Đức Tuấn bồng bột thiếu kinh nghiệm ứng xử hay kiến thức để dẫn đến hành vi xấu nơi công cộng. Là ca sĩ nổi tiếng nhiều năm giữ hình tượng đẹp, Đức Tuấn đánh mất sự thiện cảm trong mắt khán giả chỉ sau một bộ ảnh. Trên trang cá nhân và fanpage có ekip phụ trách, hình ảnh nam ca sĩ ngồi đứng trên mái nhà đã được gỡ xuống. Đức Tuấn khóa phần bình luận trên trang cá nhân. Đức Tuấn sinh năm 1980 tại Long Xuyên, tên đầy đủ là Phạm Đức Tuấn. Gia đình anh không có ai theo nghệ thuật, nhưng từ nhỏ Đức Tuấn đã rất yêu thích và ước mơ trở thành ca sĩ. Anh chàng là chàng trai thông minh, học giỏi và đa tài. Sau khi thi đậu vào Đại học Ngoại thương, nam ca sĩ vẫn không bỏ lỡ con đường nghệ thuật mà mình ao ước. Anh thành công giành được giải thưởng lớn và theo đuổi con đường trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp từ năm 2000. Năm 2000, anh tham gia vào cuộc thi tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Vượt qua hàng ngàn thí sinh, anh thành công giành về giải thưởng cao nhất chung cuộc. Sau cuộc thi, Đức Tuấn được cộng tác với phòng trà ATB. Anh kết hợp với ca sĩ Ánh Tuyết mang đến cho khán giả nhiều ca khúc được đánh giá cao của nhạc sĩ Phạm Đình Chương và Nguyễn Ánh Chính. Năm 2001, Đức Tuấn cho ra mắt album đầu tay mang tên Music of the Night of Broadway. Với 11 ca khúc được trích từ 9 vở nhạc kịch vô cùng nổi tiếng, Đức Tuấn trở nên nổi tiếng và được công chúng biết đến nhiều hơn. Cũng trong năm này, anh tổ chức live show vô cùng hoành tráng tại thành phố Hồ Chí Minh. Buổi biểu diễn còn có sự tham gia của nhạc trưởng nổi tiếng thế giới Paul Westman, người Anh, ca sĩ Genevieve Charest, người Canada và chuyên gia âm thanh Colin Boland, Ireland. Bẵng đi một thời gian để hoàn thành tốt nghiệp tại trường đại học, Đức Tuấn trở lại đường đua âm nhạc vào năm 2004. Từ đó đến nay, anh cho ra mắt nhiều đĩa nhạc ca khúc tình yêu trữ tình lãng mạn được khán giả yêu mến. Anh gắn với các tác phẩm của nhạc sĩ Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Phú Quang. Năm 2006, ca sĩ Đức Tuấn cho ra mắt album thứ hai mang tên Ảo Ảnh, kết hợp cùng ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Ca khúc Đôi Mắt Người Sơn Tây đã giúp anh giành được giải đề cử đầu tiên trong sự nghiệp. Ở hạng mục album của năm tại giải thưởng âm nhạc cống hiến, tại liên hoan giọng ca truyền hình ASEAN 200, Đức Tuấn là thí sinh biểu diễn xuất sắc nhất và thí sinh được yêu thích nhất. Anh là một trong những ca sĩ trẻ không chạy theo nhạc thị trường mà chuyên thể hiện và làm mới những bài nhạc xưa, có chất giọng nam cao tenor. Anh từng tham gia chương trình hợp ca tranh tài với vị trí người dẫn dắt. Tiếp sau đó là một loạt các giải thưởng lớn gồm giải album của năm và ca sĩ của năm trao cho Music of the Night tại giải thưởng âm nhạc cống hiến năm 2010, ca sĩ hát nhạc truyền thống cách mạng hay nhất tại giải Mai Vàng 2014, top 10 ca sĩ tại giải Mai Vàng 2014, nam ca sĩ triển vọng tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2005. Không chỉ nổi tiếng bởi giọng hát sang trọng và vẻ ngoài điển trai, ca sĩ Đức Tuấn còn khiến cộng đồng thể thao choáng váng khi là một runner số má và được biết đến là ca sĩ chạy khỏe nhất Việt Nam. Khác với hình ảnh lịch lãm khi cầm micro trên sân khấu, ca sĩ Đức Tuấn rất giản dị ở cuộc sống đời thường lẫn trên các cung đường. Tại nhiều giải, Tuấn vừa chạy vừa trò chuyện chụp hình với các cổ động viên cùng chạy, người hâm mộ cổ vũ hai bên đường. Là một người thành công trong sự nghiệp, đời tư của ca sĩ Đức Tuấn luôn được cánh báo chí quan tâm. Hiện tại, anh đã ở độ tuổi khá lớn nên những thông tin về gia đình của anh luôn là tâm điểm dư luận. Chia sẻ với truyền thông, nam ca sĩ tiết lộ bản thân không muốn nói nhiều về chuyện đời tư. Khi được hỏi về tiêu chí chọn lựa của nam ca sĩ trong việc lập gia đình, anh thẳng thắn: "Không phải tôi giấu kín mà là tôi thấy rằng đây là thông tin thực sự không cần phải chia sẻ. Mỗi người có một tiêu chuẩn riêng về hạnh phúc. Với tôi, hạnh phúc là có cuộc sống đơn giản và trọn vẹn. Giờ tôi đã có một gia đình 20 mấy đứa con, sản phẩm âm nhạc của tôi." Trong một bài phỏng vấn năm 2022, Đức Tuấn chia sẻ, gia đình số 1, âm nhạc số 2, thể dục thể thao số 3, người yêu Tuấn sẽ đứng sau nhiều số đấy. Cho đến thời điểm này, Tuấn chẳng thiếu bất cứ điều gì trong cuộc sống, nên Tuấn chẳng có thời gian nghĩ đến những điều đó. À mà Tuấn tin vào tình yêu chứ không thấy sự cần thiết của hành động gọi là kết hôn.